Vì lẽ đó cho nên Đức Thầy mới lấy con số 18, tất nhiên là thập ác và bát tà. Còn bác anh em dùng đầu. Mà nếu như chúng ta diệt được coi như là thập ác, và trong khi đó bát tà chúng ta không còn dướng nữa, là chính thức cái ngày 18 tháng 5 là ngày Đức Thầy đem cái đạo để giáo hóa cho tất cả các chúng sanh. Ai nương vào con đường lối tu của Đức Thầy là chúng ta không còn dướng vào trong thập ác, không còn dướng vào trong bát tà, là người đó sẽ được đưa cái con người chúng ta đến chỗ giải thoát. Đó là ý nghĩa ngày 18 của bác anh em nhân đạo. Các bác thưa chứ quý vị à. Giờ bây giờ tại sao tháng 5 đó là tháng gì? Bây giờ quý vị mình được biết là trong đó là trong đó là cái 12 chi, phải không? 12 chi tất nhiên là duyên dành, hai mẹo, ba thành, tư tỷ, năm năm ngọ, đúng không? Tháng 5 tức là cái tháng ngọ. A Di Đà Phật. Quý vị mình cũng thông cảm quan hỷ cho cái trong chương trình để chúng ta trao đổi Phật pháp, thì đến đây quý vị mình cũng ủng hộ cho gia đình, cũng đồng thời mình ủng hộ cho chân lý giáo pháp của Đức Thầy. Thì trong thời gian khoảng trên dưới tiếng đồng hồ nữa xong chúng ta trở lại phần chính cúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy và kính thưa các bậc lớn tuổi đại diện cho gia tộc, và kính đến anh chị hai đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên, và kính đến quý ông quý bà, hầu hết toàn thể quý cô bác anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho đấng thân của anh chị hai thân, mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị sắp xếp thời gian quý báu mà thân hành đến đây để chung dự, và lát nữa đây chúng ta sẽ cộng họp cùng với gia đình để mà cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ cầu nguyện hương linh người quá dạng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Chúng tôi được biết đó, thì chị hai đó chỉ hết sức là nơm nớp và lo lắng cho cái ngày chánh lễ kỷ niệm này cách nay trên 3 tháng rồi cô bác anh em chưa đồng đạo. Và ít ngày đó thì coi như là chỉ ghé tôi, ít ngày thì chỉ coi như là ghé để mà bàn bạc vụ coi như là chương trình đám dỗ. Cho nên hôm nay trong cái ngày mà chánh lễ kỷ niệm này mà được tổ chức như vậy để hen, thì đấu với chị hai đó là ngoài cái tầm cỡ và khả năng, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Còn đấu với tất cả đồng đạo chúng ta thường khi mà tổ chức đó thì mình thấy nó cũng giống như bình thường, nhưng mà đây tất nhiên là ngoài cái tầm cỡ của chị hai. Và hơn nữa đó là bữa nay là cái ngày gầm tháng 5, là chuẩn bị cho còn có 2 ngày nữa là bước vào cái lễ 18 tháng 5. Mà cái ngày lễ 18 tháng 5 là tất cả đồng đạo của chúng ta hướng về tổ đình để phụng sự, và trong đó để mà chúng ta lễ kính. Cho nên coi như có rất nhiều người coi như là đã đi rồi, cũng như là hầu sáng này đó là trong cái đoàn của đồng đạo có lực đi 8 xe của bác anh em chồng đạo, và tất cả các nơi ai cũng coi như là cũng có tổ chức đi. Do vậy mà chị hai nghĩ rằng là trong cái chuyến là đi mà trên cái vùng Thất Sơn hoặc giả là về mà hòa hảo vậy đó, thì không còn đồng đạo đến dự, cho nên rất lo lắm, không biết coi như là trong cái ngày 15 này mà đồng đạo có được đến dự không. Mà hôm nay chúng tôi cảm nhận đó là thấy được tất cả đồng đạo đến đây dự được đông đủ được như thế này đó, thì tôi thấy rằng là chị hai mừng lắm cô bác anh em trường đạo. Cái nỗi mừng này không thể mà nói lên lời được trong cái tâm cảm của đồng đạo, mà coi như là thấy được đến đồng đạo đến mà được đông đủ được doanh túc mãn lượng như thế này. Và lại thì chúng ta còn ngồi lại để mà ôn cố qua giáo lý Đức Thầy siêu thượng, và trong đó coi như là để đem cái công đức khinh thanh này để hồi hướng cho người quá cố, hồi hướng cho cửu nguyện thất tổ vong linh người quá dạng,
và sẽ được nương vào công đức của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng ta được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái chương trình trao đổi Phật Pháp. Thì quý vị mình vừa rồi cũng lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của đồng đạo năm tiếp qua hai câu giảng của Đức Thầy. Và trong hai câu đó là Phật Ma Ma Phật mới ra giở tuồng. Và đồng đạo coi như là cũng trình bày cùng với quý vị trên dưới một tiếng đồng hồ. Và cũng gấp tâm và cũng nói lên trong cái ý nghĩa qua giáo huấn của Tổ Thầy yêu kính. Thì giờ đây ban tổ chức cũng sắp xếp cho chúng ta được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ sau là chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi giáo lý của Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tuần sự hôm nay tất cả chư quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy hai câu bốn câu hoặc giả là trong nội dung giáo lý Đức Thầy, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nhân duyên như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Rồi quý vị mình ngồi lại lắng lòng theo dõi với sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm tiên liên, và trách nhiệm ấy là bảo cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn có nghĩa. Đó là sự hát vọng, là mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để mà cùng nhau đắp đền ân tam bảo trong muôn một thôi. Thì chúng tôi coi như là cũng vài lời nói đầu gió gọn ít ít để gửi tất cả chư quý vị để mà làm một cái gạch nấu tình cảm thiêng liêng. Thì giờ đây chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể của cô bác, anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó ngay chương trình trao đổi giáo lý. Nếu như chương trình nghe vấn thì quý vị mình nêu lên trong giáo lý Đức Thầy. Rồi nếu như chương trình tự chọn thì chúng tôi cũng tự chọn cho mình một tiêu đề để bàn đến cùng tất cả cô bác anh chị em thôi. Thì chúng tôi cũng tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể của cô bác anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đồng đạo, thì vừa qua Tiêu Phương cũng có ý kiến quý vị, thì đồng đạo cho biết là giải đáp nghi vấn. Thì câu hỏi đầu tiên thì anh Mười Nghĩa thì cũng gần đi chung với Tiêu Phương nhưng mà chưa có hiểu rõ, nên để lên hỏi Tiêu Phương một đoạn trong sấm thi của Đức Thầy thì cho hiểu rằng sau này về hành đạo đúng theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy là không làm thì ác mang heo, làm xong vượt khỏi qua đời trong gai, ủng hộ cho đồng đạo chàng có tay gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa chư đồng đạo, hôm nay được cái nhân duyên lành được đứng cực gần anh Tư Phương, có nhiều năm nghiên cứu qua giáo Đức Thầy. Thật sự ra tôi cũng đi với anh cũng thường, anh em ngồi chung nhau mà cũng ít có hỏi. Nhưng hôm nay muốn hỏi anh Tư để em muốn được hiểu và đồng đạo được cũng được hiểu luôn. Chứ ngồi đôi khi nằm giống với anh em là trong đêm ngồi cũng hỏi cũng được, nhưng mà mình hiểu mình lên mình thì thấy cũng thiếu. Thôi giờ bữa nay nhân viên có nhân viên này hỏi mình hiểu và anh em hiểu luôn. Trong cái ngày lễ 18 tháng 5 sắp tới, gần tới ngày lễ rồi, thì đương nhiên ai cũng có một cái tâm để đón mừng ngày lễ 18 tháng 5. Bữa nay ngày rằm là tới ngày 18 là ngày đại lễ. Mà Đức Thầy cũng cho biết là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến. Đó là cái một ý để em hỏi. Cái thứ nhất là ý thứ hai, sao Đức Thầy không có chọn ngày khác mà chọn ngày 18? Đó là cái ý thứ hai. Sao còn cái tháng, trong 12 tháng mà Đức Thầy không chọn tháng 4, tháng 6, tháng 7 mà chọn cái ngày, cái tháng 5? Tất nhiên là em hỏi là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến. Cái gì thời cơ nó còn phức như thế nào mà nó đã đến? Thôi giờ anh cũng chia sẻ trình bày em bốc hiểu và đồng đạo được hiểu luôn. Nam mô Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên, và được đồng đạo Mười Nghĩa mới nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, nhưng mà hỏi qua cái ý và hỏi trong cái đoạn văn tạng, và đồng thời hỏi trong cái bài Sứ Mạng.
và cái bài sứ mạng của Đức Thầy cho chúng ta biết ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Yên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Thì hôm nay là cái ngày rằm rồi, còn có 3 ngày nữa thôi là đến cái ngày 18 tháng 5, mà hàng triệu con tim ai cũng phải nhớ đến cái ngày lễ 18 tháng 5 là cái ngày đại lễ khai đạo của Đức Quỳnh Giáo Chủ, mà cũng là cái ngày Đức Thầy dân sắc lệnh để mà xuống lâm phàm để cứu độ cho chúng sanh. Mặc dầu Đức Thầy ra đời cứu thế chẳng mong ơn ai trả, nhưng mà đối với người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta, đó là ơn Thầy khổ quá nặng ngàn cân, ngậm dành mong trả ghi muôn thở mà nhã ngọc lâm đền nguyện một thân. Vì vậy cho nên đối với coi như là người tín đồ Phật giáo hòa hảo bây giờ trên đất nước Việt Nam, và có thể trên dưới 10 triệu tín đồ Phật giáo hòa hảo, mà ngày coi như là ngày nay ngày mai đây, tất nhiên là người ta sẽ đổ xô đến tổ đình, đến chùa An Hòa Tự, đến chỗ đó để mà chúng ta đảnh lễ. Vậy thì bây giờ đồng đạo nhân dịp này mà hỏi chúng tôi coi như là qua ý nghĩa của ngày đại lễ 18 tháng 5, tại sao trong đó Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh, tại sao Ngài không chọn ngày 16, ngày 17, ngày 19, ngày 20 mà lại chọn ngày tới 18? Rồi bây giờ không chọn tháng nào, ví dụ như bây giờ từ coi như là tháng Giêng cho đến tháng 12 thì bây giờ không mới chọn tháng 7, tháng 8, không mới bây giờ tháng 4, tháng 3 mà không chọn lại chọn tháng 5 là ý nghĩa làm sao vậy hả? Rồi bây giờ không biết bao nhiêu năm coi như là lúc Đức Thầy ra đời đó, thì bây giờ năm 1919 không? Rồi bây giờ mãi mãi đến coi như là đến năm 1939 là năm Kỷ Mão, Đức Thầy mới chọn đúng năm Kỷ Mão. Vậy thì bây giờ là cái đó là cái ý nghĩa làm sao mà bây giờ coi như là Đức Thầy phải lâm phàm để mới chọn coi như là ngày đó, rồi tháng đó, rồi năm đó, vậy thì mang ý nghĩa như thế nào? Đồng đạo mười nghĩa hỏi qua cái ý vậy để cho chúng tôi bàn. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời cùng tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua những cái ý nghĩa mà được đồng đạo mười nghĩa nêu lên. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ Đức Thầy ra đời cho chúng ta biết tháng năm 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng ai cũng cười reo, xuống trần nhầm mũi nặng eo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh, Ngài quán xét căn cơ trình độ chúng sanh đã đến lúc mùi rồi, đã đến lúc phải coi như là xuống để lâm phàm cứu độ cho chúng sanh. Nên Đức Thầy nói ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đi tuy không thể đem phép quệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Cho nên bây giờ ngay trong thời điểm Đức Thầy ra đời nó là chín mùi. Rồi bây giờ coi như là Ngài không chọn trong cái ngày nào mà lại chọn cái ngày 18 đó là sao? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, vậy thì bây giờ đó là tất cả các chúng sanh trong cõi trần này lăn quay lặn hợp và bị lưng hậu trong con đường sanh tử, mà con đường sanh tử con người mới lăn quay trong con đường sanh tử, tất nhiên con người còn khổ, còn lưng hồi là còn khổ, còn lưng hồi là còn sanh tử là còn sống chết, mà còn sống chết là còn đau thương khổ sở cô bác anh em dùng đạo. Mà chính vì đau thương khổ sở đó là con người chúng ta coi như là bị có hai điều kiện, một là thập ác, hai là bát tà. Thập ác đó là gì? Tất nhiên con người chúng ta phải mang gánh coi như là con người ai bất cứ trên cõi trần này tạo nghiệp thì bây giờ cũng sát sanh, đạo tạc, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, tham lam, sân nộ, mê si. Quý vị mình gà lại có không? Chúng ta chính vì cái tạo thập ác này nè mà chúng ta phải bị luân hồi sanh tử, phải không? Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta ác trừ xong, hiện ra thiện nghiệp lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, tất nhiên chúng ta phải trừ xong thập ác đi là con người chúng ta mới được thanh thản. Còn ai mà còn vướng vào trong thập ác, tất nhiên là từ sát sanh cho đến mê si, thì con người chúng ta vẫn lẫn quẩn loanh quanh trong con đường sanh tử. Đây tất nhiên đây là thập ác, đây là mười, phải không? Mà con người đã vướng vào trong thập ác rồi là con người bị con người chúng ta là bị vào trong bát tà. Mà bát tà đó là gì? Thay vì chúng ta tu theo con đường bát chánh đạo của Đức Phật, mà bát chánh đạo của Đức Phật là gì? Bát chánh đạo của Đức Phật là một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh nghiệp, bốn chánh tinh tấn, năm chánh mạng, sáu chánh ngữ, bảy chánh niệm, tám
chánh định. Mà bây giờ nếu như ta chúng ta không tu theo như là tám con đường chánh đó, là đi theo con tám con đường tà. Nếu như không chánh kiến là tà kiến, không tư duy, không chánh tư duy là tà tư duy, không chánh tinh tấn là tà tinh tấn, không chánh nghiệp là tà nghiệp. Mà chúng ta bị vướng vào trong như là bát tà, là con người chúng ta phải bị sanh tử luân hồi. Chính vì lẽ đó cho nên Đức Thầy mới lấy con số 18, tất nhiên là thập ác và bát tà. Còn bác anh em dùng đầu, mà nếu như chúng ta diệt được coi như là thập ác, và trong khi đó bát tà chúng ta không còn vướng nữa, là chính thức cái ngày 18 tháng 5 là ngày Đức Thầy đem cái đạo để giáo hóa cho tất cả các chúng sanh. Ai nương vào con đường lối tu của Đức Thầy là chúng ta không còn vướng vào trong thập ác, không còn vướng vào trong bát tà, là người đó sẽ được đưa cái con người chúng ta đến chỗ giải thoát. Đó là ý nghĩa ngày 18 của bác anh nhân đạo của bác thưa chứ quý vị. Rồi bây giờ tại sao tháng 5 đó là tháng gì? Bây giờ quý vị mình được biết là trong cái 12 chi, phải không? 12 chi tất nhiên là viên dần, 2 mẹo, 3 thành, 4 tỵ, 5 năm ngọ, đúng không? Tháng 5 tức là cái tháng ngọ. Mà cái tháng ngọ này đó là cái tháng con ngựa. Quý vị mình được biết cái con ngựa ha, là cái đặc tính nó như thế nào? Tại sao Đức Thầy không chọn coi như là dần mẹo thành tỵ, mà lại chọn coi như là tháng 5 là cái con ngựa? Đặc biệt lắm cô bác anh em chị đồng đạo. Vậy thì bây giờ là trong 12 chi tí sửu dần mẹo thịnh tỵ ngọ mùi thân dậu túc hợi, tất nhiên là trong 12 chi mà không chọn coi như là con nào hết, mà chọn tháng 5 tất nhiên là cái tháng con ngựa. Mà tháng con ngựa đó là gì? Thôi bây giờ chúng tôi nói qua coi như là những cái đặc tính con ngựa này, trong khi đó quý vị mình được biết đó là Đức Thầy phải chọn. Là cái thứ nhất là con ngựa là một cái con giữ được cái đạo lý nhân luân rất là đặc biệt cô bác anh em chị đồng đạo, thay vì tất cả các con khác, phải không? Là trong khi đó nó sanh ra những cái con của nó đó, là nó có thể trong khi đó coi như là nó loạn lưng, nhưng mà đấu với cái con ngựa không bao giờ coi như là nó loạn lưng cô bác anh em chị đồng đạo. Ở đây là muốn nói cái ý thứ nhất là Đức Thầy đã đời dạy đạo cho tất cả các chúng sanh, là đem cái đạo nhân linh dạy cho con người để mà chúng ta coi như là áp dụng, là tu theo cái con đường lối Đức Thầy nhân đạo, giống như là cái con ngựa vậy cô bác anh em chị đồng đạo. Đây là một ý nó mau vậy thôi, nghe chương trình nghi vấn chúng tôi không dám nói dài. Là cái thứ nhất là giữ được cái đạo nhân linh giống như con ngựa cô bác anh em chị đồng đạo. Và cái ý thứ hai là con ngựa đó, là trong khi đó quý vị mình thấy cái đặc tính của nó hen, là đứng ha, bệnh gì bệnh, đau gì đau, nhưng mà không nằm, không nằm. Vậy thì bây giờ coi như là đối với cái đạo của Đức Thầy ra đời vào trong tháng 5 đó, bây giờ coi như là dạy cho tất cả các chúng sanh tu đó hen, giống như cái con ngựa vậy đó. Tất nhiên là đi không đi thì thôi, mà coi như là chạy tới không chạy thì thôi, đứng chứ không có nằm, thấy không? Còn cái người tu chúng ta mà nằm đó hen, là kể như là tiêu mạng của bác anh em dùng đạo. Đi lẹ thì đi lẹ, đi chậm thì đi chậm, không đi lẹ, không đi chậm là đứng giống như con ngựa, chứ không có chịu nằm. Ha. Vậy thì bây giờ là cấm xào trì trí một bề lo tu, đó tất nhiên là qua ý nghĩa tới tháng 5, tất nhiên là tháng con ngựa của bác anh em dùng đạo. Rồi bây giờ một cái ý thứ ba nữa đó là quý vị mình được biết cái đặc tính con ngựa đó là sao. Là quý vị mình được biết đó hen, là cái con ngựa gọi là con ngựa ký đó, là con ngựa đó hen, nó bốn chân nó chạy, nhưng mà nó có hai dấu không ông Năm để ý kỹ đi. Hai dấu không bao giờ là có ba dấu. Vậy bây giờ nó chạy 100 cây số, 200 cây số, ngàn dặm đi chăng nữa, nhưng mà cũng vẫn có hai dấu nghe anh mọi người, đồng đạo mọi người, chứ không có ba dấu nghe, không có lai ra nghe. Vậy thì bây giờ đó là Đức Thầy mới cho chúng ta biết đường xa mới rõ tài con ngựa ký, thấy không? Đây tất nhiên là muốn đấu qua tháng 5, tất nhiên là con ngựa. Vậy thì bây giờ cái đạo của Đức Thầy ra đời dạy dỗ cho tất cả các chúng sanh đi theo đường lối, ai tu theo giáo lý Đức Thầy là chúng ta phải giữ cái đạo chung thủy, giữ đạo của Đức Thầy coi như là không thay đổi, dầu con đường gần con đường xa chúng ta cũng không bỏ bước lai chừng nha đồng đạo Bí Tùng. Còn mình đi trong thời gian bắt đầu cái giò mình xà bát lai ra ba dấu bốn dấu rồi, tất nhiên là trong khi đó là đâu còn phải là cái con ngựa ký,
không? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta trên con đường từ lúc mới phát tâm cho đến lúc giác ngộ tôi tu 1 năm, 2 năm, 30 năm, 40 năm vẫn một lòng trung thị, là cái bước đi chúng ta không bao giờ lai qua một bên, không? Dầu cho có như là đường đó như thế nào đi chăng nữa cũng chúng ta cũng không lai. Là đây là qua cái chỗ nói là ý muốn nói là trung thủy đó cô bác anh em trong đạo, là từ mang một tấm áo vàng mùa thiền đã thấm ơn nhà lập hai sóng sanh ra phận râu mài một đời một đạo đến ngày trung thân. Vậy tất nhiên là ý nghĩa tháng năm. Vậy thì tháng năm tất nhiên là con ngựa, mà con ngựa tất nhiên là con ngựa chạy đường dài mà không bao giờ thay đổi, không bị lai chân, là con người chúng ta cũng vậy, là trung thủy với đạo. Dầu cho mấy chục năm đi chăng nữa, dầu khổ khó, dầu hoạn nạn đi chăng nữa, nhưng mà không có lai cái chân ra nha, không bỏ chân ra cái là ở bên kia, mà một lòng trung thủy đối với đạo. Cô bác anh em dân đạo, thôi thì bây giờ đó tất nhiên muốn nói qua cái sự trung thủy của đạo, đó là Đức Thầy mới lấy ý nghĩa ngày tháng năm. Cô bác anh em dân đạo đó. Vậy bây giờ là 18 tháng 5 rồi, bây giờ Đức Thầy mấy coi như là lấy cái năm kỷ mão của bác anh em chị đồng đạo. Tại sao bây giờ không lấy coi như là năm nào mà lại lấy cái năm kỷ mão đó làm sao? Không, của bác anh em chị đồng đạo. Vậy thì bây giờ mão tất nhiên là mẹo, mà bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta nó là tính tí sổ dần mẹo, thấy không? Nhưng mà giờ ai có con gả Đài Loan hỏi thử mấy đứa con bển coi, là ở bển Đài Loan Hồng Kông á, là ở bển á, là trong khi đó nó là tí sổ dần thố, ha, chứ không nói là mẹo. Vậy là mẹo tất nhiên là thố, tất nhiên là trong đó là con thỏ, ha. Vậy thì bây giờ là mẹo là kỷ mão là con thỏ, mà thỏ tất nhiên là lành, không có gì trân trọng. Vậy thì bây giờ cái đạo của Đức Thầy ra năm kỷ mão để cho chúng ta biết là cái đạo của Đức Thầy là đạo đạo lành, ha. Cho nên Đức Thầy nói cho chúng ta biết thì phải noi theo dấu thỏ đàn dê. Nếu như chúng ta đi vào trong rừng mà bị lạc thì bây giờ chúng ta phải noi theo cái dấu thỏ đó thì nó an lành. Thì bây giờ cái đạo Đức Thầy đó đời là cái đạo lạnh, mà đạo lạnh tất nhiên là cái con thỏ, tất nhiên là cái con lạnh. Mà nếu như đi rừng mà lạc đó mà noi theo dấu thỏ là an toàn, còn noi theo mà cái dấu con gấu, con cọp, con beo hen là tàn mạng. Vậy thì bây giờ cái đạo của Đức Thầy đưa ra cho chúng ta đến cái chỗ an toàn là tốt. Vì vậy cho nên ở đây tất nhiên là muốn nói qua con mẹo tất nhiên là thố, tất nhiên là lành, mà lành đó là cái đạo lành. Vậy thì bây giờ cái đạo Đức Thầy phải đạo lành không? Thôi cô bác anh nói dùng đạo đây, Đức Thầy mới cho chúng ta biết cái đạo của Đức Thầy là đạo lành, mà cái đạo lành này tất nhiên là của Đức Phật A Di Đà nghe cô bác anh em dùng đạo. Cho nên Đức Thầy mới nói đây cho chúng ta biết là muốn tu tỉnh nay đà gặp của Đức Di Đà truyền mở đạo lành, không? Đạo lành tất nhiên là cái đạo này đưa cho chúng ta đến cái chỗ giác ngộ tu hành để mà kết quả. Thì chỗ khác Đức Thầy nói là lời hiền nó rõ quả thâm để cho ba tánh tỉnh tâm tu hành ngày nay điên mở đạo lành, khắp châu lê thứ được rành đường tu, phải không? Hoặc giả là giết một ngọn lửa này một tấc đem đạo lành bàn rải nơi nơi mãn trời trong, ba tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây hòa hảo, phải không? Đó là đạo lành. Trưởng khu chí cả dọc ngang vào trong bốn biển mới trang thánh thiện, làm cho kẻ bạo ngửa nghiêng đạo lành, mở cửa nơi miền Nam Bang là rõ ràng là cái đạo là Đức Thầy là đạo lành, phải không? Hoặc giả là sai thấm đạo lành ban dạng vật cũng là cái đạo lành, cô bác anh em dùng đạo. Thì rõ ràng bây giờ tất nhiên là năm kỷ mão tất nhiên là mẹo, mà mẹo là thố, mà thố là hiền, hiền là lành, mà giáo lý Đức Thầy giả cho chúng ta coi như là con đường lành, mà con đường lành tất nhiên là chúng ta đo theo tất nhiên là an toàn. Cho nên Đức Thầy nói đục trong bốn cố ngọn ngành khuyên đời trao trẻ chữ lành cho xong, tất nhiên đây là cái đạo lành của Đức Thầy, cô bác anh em trường đạo. Vậy thì bây giờ là ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão, tất nhiên là ở đây muốn nói năm tháng ngày giờ là Đức Thầy ta đời chọn hết rồi, chọn đúng cách hết rồi và ý nghĩa hết rồi để cho chúng ta tu, để mà mang tính chất Đức Thầy, để mà giáo hóa cho chúng sanh nương vào đó tu để mà được giải thoát, cô bác anh em trường đạo. Còn nói đến cái chỗ coi như là Đức Thầy lâm phàm còn nhiều cái vấn đề nữa. Một tất nhiên là sứ mạng Đức Phật A Di Đà, sứ mạng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sứ mạng coi như là của Đức Ngọc Đế, rồi coi như là cái lệnh của Quan Âm và lệnh của Minh Vương mà Đức Thầy lâm phàm để cứu độ cho chúng sanh, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Và đồng thời Đức Thầy coi như là mấy nhân viên để mà tùy phương tiện đổ cho chúng sanh, mà Đức Thầy nói trong bài sứ mạng tuy là nhân dân mới đổ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cõi đồng, chứ có về đâu ta đã chuyển kiếp từ lâu, không? Chứ không phải mới đây đâu.
chuyển kiếp từ lâu chờ, chờ đến ngày ra chợ thế là chờ đúng lúc, đúng giờ, đúng ngày, đúng thời kỳ mà Đức Thầy Lâm Phàm cứu độ cho chúng sanh. Thôi thì bây giờ sứ mạng này nó hen, có dịp nào chúng tôi trình bày cho quý vị nguyên một cái đề tài sứ mạng Lâm Phàm của Đức Thầy. Còn đây là chương trình nghi vấn, chúng tôi chỉ là đáp ứng theo nhu cầu của đồng đạo hảo, chỗ nào chúng tôi trình bày chỗ đó thôi. Và đến đây cũng xin hết và xin trả lại chân chủ. Nam mô Sư Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo phần câu hỏi thứ hai, kính mời anh Bảy Tùng. Thì anh Bảy Tùng đã ở phương xa mà anh Bảy không có ngại đường xa xa xôi nắng mưa gì hết quý vị, cũng vì thương thầy mến đạo mà để đi tìm hiểu những lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Thì cháu thấy anh Bảy đã chỉnh lễ xong, để kính mời quý vị ủng hộ cho anh Bảy một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy Kim Sơn Phật. Kính thưa quý ông và quý bà, toàn thể anh em đồng đạo, nam nữ hiện diện. Kính thưa huynh Tư, hôm nay tôi xin hỏi huynh Tư bốn câu giảng của Đức Thầy. Đức Thầy dạy Phật chỉ gõ quy tam lập hội, dựng cho rồi một cội thành ba, chớ mong yến thử ẩm hà, mười ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con. Như vậy trở lại cái câu thứ nhất, Phật chỉ dạy quy tam. Như thế nào là quy tam lập hội? Câu thứ hai, dựng cho rồi một cõi thành ba. Một cõi như thế nào? Thành ba là như sau. Câu thứ ba, chớ mong yến thử ẩm hà. Yến thử ẩm hà nhờ quân Tư phân tách giải rõ. Câu thứ tư là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Như thế nào là 10.000 năm lẻ? Nhờ quân Tư giải gõ cho đồng đạo nơi đây lãnh hội chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi quá hay. Và chân thành cảm ơn chàng pháo tay vang dày, quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp trao đạo giáo lý. Và tiếp theo là đồng đạo Bảy Tùng từ ở Vĩnh Long dưới đó cô bác anh Nam chứ đồng đạo lên tới đây là khoảng có 70 cây số mà đến đây để tham dự. Và đồng đạo mới hỏi lên trong bốn câu giảng của Đức Thầy, và trong bốn câu đó là Phật chỉ dạy quy tam lập hội, dựng cho rồi một cội thành ba, chớ mong yến thử ẩm hà, mười ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại héo von cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẽ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ hoài về trên hoài với thử chế liệt chứ phanh. Vậy thì bây giờ qua bốn câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết đó là được trích xuất từ trong bài Thiên Lý Ca. Mà bài Thiên Lý Ca này đó là Đức Thầy viết đó là vào năm 1939, vào đó tháng 7 Đức Thầy viết ở tại tổ đình và có tất cả là 312 câu, mà đồng đạo chỉ chích ra trong đây là bốn câu cho chúng tôi bàn. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời nha, kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua bốn câu giảng mà được đồng đạo đi lên. Câu mỹ ý của Đức Thầy dạy dỗ cho chúng ta con ra sao đây? Thưa chư quý vị, là Phật chỉ dạy quy tam lập hội. Vậy là Phật đó là ai vậy hà? Thưa cô bác anh em chúng đạo, thôi nói mau đi, Phật là thầy không? Mà thầy dạy cho chúng ta coi như là để mà quy tam lập hội. Đức Thầy cho chúng ta biết là xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật là thầy không? Dương trần có Phật, vậy thì chúng đây tất nhiên là Phật chỉ dạy, là thầy chỉ cho chúng ta biết là quy tam lập hội. Quy tam đó là gì? Quy là gom về, tam là ba,
Vậy là ba đó là đó là cái ba mối đạo. Vậy bây giờ là ba mối đạo đó là Nam Mô Tam Giáo Quy Nguyên. Tất nhiên đạo Phật, đạo Lão và đạo Tiên Cô Bác Anh Trung Đạo, đạo Nho. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết đi, là bây giờ đến cái ngày lập hậu đó là gom về một mối, biết chừng nào được quy nhất thống, khắp hoàn cầu dân biết thương nhau, gom về có một mối ha. Rồi bây giờ là ba màu nắm chặt Nam Thành Sử Phân, tất nhiên là cũng ba mà gom về một mối. Mặc dù bây giờ quý vị mình có người tu Phật, có người tu Tiên, có người tu theo đạo Nho, nhưng mà tu theo đạo nào, tôn giáo nào cũng vậy hết, cũng làm lành, cũng lanh dự. Nhưng mà đến cái ngày lập hội là tam giáo này tất nhiên là trở về một mối hết, là thi thử, tất nhiên là đến cái ngày mà thượng quân đều có phải có mặt hết. Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết là trung ương tam cõi đều hòa mặt, tất nhiên là có mặt hết, thấy không? Ta mới ảnh thơ chở gót hại, họ hẹn Phật tiên hiệp một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, tất nhiên là có mặt hết. Vậy thì bây giờ đó là Phật chỉ dạy quy tam lập hậu, tất nhiên là gom về một mối, gom về một mối hết. Bây giờ bất cứ quý vị ai tu theo cái tôn giáo nào, đạo Tiên, đạo Lão, đạo Nho, đạo Phật, tôn giáo nào, sau khi đó trở về đến ngày lập hội cũng phải đều có như là dự hội hết. Cô bác anh em dùng đạo đó là quy tam lập hội. Nhưng mà Đức Thầy cho chúng ta biết là dựng cho rồi một cõi thành ba, tất nhiên là gom về một mối, trở về một gốc, là một cõi, là một gốc, là gom về hết. Cho nên Đức Thầy nói sau này đến cái giai đoạn lớp con người chúng ta chỉ còn một mà thôi, phải không? Khắp các nơi chư quốc sinh thành, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp, tất nhiên là trở về một mối, không còn nữa. Mà chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta biết đó là bốn biển một nhà. Bây giờ đâu còn chia nữa, phải không? Bốn biển một nhà, cha Phật Thánh thì là dân sự hết tàn ngán, là bốn biển gồm một nhà một, phải không? Hả? Vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là qua câu này dẫn cho rồi một cõi thành ba, là trở về một gốc, nhất bổn tán di dạng thù, dạng thù quy di nhất bổn, một gốc, sanh ra muôn nhánh, nhưng mà muôn nhánh cũng phải trở về một gốc một thôi, đó là dẫn cho rồi một cõi thành ba. Rồi bây giờ qua hai câu vậy, rồi bây giờ đến hai câu sau đồng đạo Bảy Tùng mới hỏi lên là chớ mong yến thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, chớ mong đó là gì? Chớ mong là đừng có mong, chớ mong là đừng có hòng, chớ mong là đừng có mơ, đừng có mong đợi. Vậy thì bây giờ cái này là chớ mong, tất nhiên là không còn mong tưởng gì nữa trơn trọng, phải không? Vậy thì bây giờ chớ mong là chớ mong gì? Mà Đức Thầy cho chúng ta biết yến thử ẩm hà. Mà yến thử ẩm hà đó là sao? Yến thử ẩm hà tất nhiên là yến thử là con cá yến thử, mà ẩm hà là uống nước sông, ẩm là uống mà hà đó là sông, ẩm hà là uống nước sông. Con cá yến thử uống nước sông. Vậy thì bây giờ con cá yến thử là con cá gì? Bây giờ trong cái bộ coi như là trong cái bộ sách đó, là Tăng Quảng Hiền Văn đó, là cũng cho chúng ta biết đó là yến thử hình tự ngưu, vô hắc sắc gì, cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ ở đây là cái con chim, con cá yến thử giống như hình con trâu, là yến thử hình tự ngưu, vô hắc sắc vị, tất nhiên là nó hình cái màu đen nhưng mà nó không có đuôi, không? Tất nhiên con cá yên thử coi như là cái màu đen giống hình như con trâu mà nó không có đuôi nên gọi là con cá yên thử. Nhưng mà con cá yên thử đó, nó lại có một cái lòng tham vô tận. Cái lòng tham nó nói bây giờ cái sông này của tôi nè, cái biển này của tôi nè. Nhưng mà bây giờ trong cái bộ sách cho chúng ta biết là tiêu liêu xào nam bất quá nhất chi, yến thử ẩm hà bất quá mạn phúc. Cái con chim tiêu liêu đó nó đậu ở chỗ cái cành ở trong cái cánh rừng, nó đậu chẳng qua là một cành cây thôi, vậy đó mà nó nói cái rừng này là cái rừng của tôi. Con chim nào lại bén mãn nó đá văng hết, mà trong khi đó là nó chỉ đậu một cành cây, ngủ một cành cây, ở trong một cành cây thôi, vậy đó mà trong khi đó nói cái rừng này rừng của tôi. Rồi bây giờ cái con cá yên thử nó cũng vậy, yên thử ẩm hà bất quá mãn phúc. Cái con cá yên thử bất quá nó uống đầy bụng đó mà, không đầy bụng nói đậu nó đâu còn uống nữa, vậy đó mà nó nói cái biển này của tôi,
cái sông này của tôi, cái gạch này của tôi, ai lợi tôi cắt tôi đó. Vậy thì bây giờ con kiến thử là nó dành cái nào nó cũng dành hết cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ ở đó là cái vụ gì cô bác anh em dùng đạo, cho nên Đức Thầy mới nói qua câu này: chớ mong yến thử âm hà. Là Đức Thầy cho chúng ta biết con người chúng ta lòng tham vô tận, giống như con chim tiêu liêu, giống như con cá yến thử. Mình ăn không có nhiêu, ăn ngày hai bữa, ngủ một ngày đó đêm cái giường có hai thước à, phải không? Dạ ngõ là bắt xích thôi, tất nhiên là chỉ có như là hai thước thôi. Vậy đó mà trong khi đó là cất nhà ba nhà tư, thêm mua nhà này nhà kia đủ thứ trơn trọi, mà trong khi đó mà mình nói là cái của mình không bất cả nói chừng đạo. Mà ở đây nói mình là cái khả năng mình ít tức ngang. Ông Tần Thủy Hoàng gồm thâu sáu nước rồi đó, hàng triệu ngụy yên tề sở rồi, vậy mà ông còn đem đánh chinh phạt ở nước khác nữa để mà ông giành việc của mình của ông. Quý vị mình thấy lòng tham vô tận không? Nhân tham dục như hải vô nhai, lòng người tham dục cũng giống như biển không có bờ. Có nghĩa là tham hoài không có cùng được. Cho nên Đức Thầy mới ví dụ qua câu này là cái chớ mong yến thử âm hàn. 10.000 năm lễ cửa nhà đâu con. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta coi như là giống như con cá yến thử, giống như con chim tiêu liêu, là cái tham của chúng ta vô tận cô bác anh em trường đạo. Mình không sống được 100 năm mà mình lo cái kế 100 năm, cái nhà mình ở không được bao nhiêu mà mình cất coi như là thêm nhà ba nhà tư, nhà trái nhà hậu, nhà tiền và đủ thứ trăm trâu để mà mình xây sửa. Nhưng mà cuối cùng rồi nhắm mắt cũng nắm hai tay đâu đem tiền của đem rời hầu non, phải không? Không có đem được cái gì chứ mà mình lại lo cô bác anh em trường đạo. Cho nên trong sách Minh Tâm lại bảo cho chúng ta biết: dị quy tam xích thổ nang bảo bách niên thân, mà ký quy tam xích thổ nang bảo bách niên thần, chưa tháp về với đất ba thước chưa chắc gì chúng ta giữ được cái thân trăm năm. Mà khi đã tháp về với đất ba thước rồi chưa chắc gì mà chúng ta giữ được cái mộ 100 năm. Vậy mà cái lòng tham của chúng ta coi như là không cùng. Vì vậy cho nên bây giờ cái lòng tham chúng ta vô tận, hàng ngày chúng ta cứ tham tham hoài cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên cái sự ham muốn mình coi như là không cùng tận được. Cho nên có vợ chính muốn thêm hầu lẽ được, tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không phút nào yên, mà sự tham muốn lưu chuyện như vượt. Cho nên con người mình hơn như là ham muốn không cùng tận được. Thánh là thanh xử thế không ham, mà phàm là phàm việc phàm hay muốn. Cho nên hết muốn này đến lượt muốn kia, đối đau chết chóc chia liệt, nhưng mà cái sự ham muốn nọ kia chưa vừa nữa. Tất nhiên là cái sự ham muốn mình không cùng tận, đó tất nhiên là chớ mong yến thử ẩm hàn. Rồi bây giờ qua câu sau đó là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. 10.000 năm lẻ đó là sao? 10.000 năm tất nhiên là trong đó đó là 2.000 năm, mà nếu như chúng ta không tu là phải bỏ 2.000 năm làm nước, 2.000 năm làm đất, 2.000 năm làm cây, 2.000 năm làm đá, 2.000 năm làm sinh vật, mới trở lại con người chúng ta là 10.800 năm của bác anh em trường đạo. Nếu như bây giờ chúng ta không tu, phải không? Nếu như hiện giờ nếu như chúng ta không tu thì gian tà hồn xác cũng tiêu, không? Là cái người gian tà hồn cũng tiêu mà xác cũng tiêu, mà tiêu về đâu? Tiêu về cái chỗ Đức Thầy nói là nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nê hà. Là cái linh hồn chúng ta chìm đắm chốn nê hà, nê là đất, hà là nước. Vậy bây giờ là như thế bao giờ biết tỉnh tu, hãm giam hồn xác chốn lao tù, làm bùn, làm nước, làm cây đá, trơ trậu giữa trời dạng kiếp thu không? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta không tu thì sau này phải đọa lạc. Mà khi đọa lạc tất nhiên là phải lục đọa linh hồn. Mà lục đọa linh hồn như chúng tôi đã kể là nhất đọa linh hồn cư thị 2.000 năm làm nước, nhị đọa linh hồn cư thổ 2.000 năm làm đất, tam đọa linh hồn cư thảo mộc là cái như là 2.000 năm làm cây cọ. Rồi bây giờ tứ đọa linh hồn cư kim thạch, nên là bây giờ trong khi đó là đọa làm đất làm sắt này kia để trả nợ. Rồi coi như là mới ngủ đọa linh hồn cư sinh vật, thì bây giờ cái nào cũng 2.000 năm trên trời á. Nhưng mà đến cái con sinh vật đó là phải cộng thêm 800 năm nữa. Thôi tại sao cộng thêm 800 năm? Ví dụ như bây giờ đầu thai làm con ngựa, làm con
con mèo làm con chó, là con này con kia, nó vừa chá vừa dai, cho nên phải cộng thêm 800 năm nữa. Còn là bây giờ đất nước đá này kia đó nó chỉ chả không à, nó không có dai, cho nên bây giờ là quy định nó 2000 năm. Nhưng mà đến chừng cái đầu thai con bò, con ngựa, con lừa này kia rồi đó, thì trong khi đó là vừa chả vừa dai, cho nên phải cộng thêm 800 năm nữa. Vì vậy cho nên là ngũ độ linh hồn cư sinh vật tất nhiên là 2800 năm mới đầu thai trở lại làm người. Như vậy tất nhiên là trong cái đó là trong cái bộ mà thiên địa khai tịch cho chúng ta biết đó, là tự hữu thiên địa vị trí ư cùng tận, vị trí nhất quân, là từ khi có trời đất cho đến lúc cùng tận nên biết rằng có một quân, mà nhất quân là hữu thập nhị hội, là do một quân nó có 12 hội, mà tý hội khai thiên, sửu hội lập địa, dần hội sinh dân, mới túc hội tiêu thiên, hợi hội tiêu địa, mới thiên địa từng quần châu nhi phục thủy vô cùng thị. Bây giờ việc nghĩa như thế này, là từ khi có trời đất cho đến lúc cùng tận nên biết rằng có 12 quân, mà trong một quân á, là trong khi đó có 12 hội, mà bây giờ trong á, là một hội như vậy đó, là nhất dạng bá bát niên tất nhiên là 10.800 năm. 10.800 năm mà tý hội khai thiên tất nhiên là mở ra hội trời, sửu hội sanh địa tất nhiên là lập đất, dần hội sanh nhân tất nhiên là tạo ra con người. Nhưng mà túc hội thì tiêu thiên, mà hội hội tiêu địa, mà thiên địa từng quần châu nhi phục thủy vô cùng thủy, là trời đất xoay giáp dòng trở lại mối trước, không bao giờ cùng vậy. Đó tất nhiên là ở đây là nhất dạng bá bát niên là 10.800 năm. Mà câu này Đức Thầy nói là 10.000 năm lẻ, là 10.000 năm lẻ là 800 năm. Mà cửa nhà đâu con là như thế, bao giờ biết tỉnh tu hãm giam hồn sát chúng lao tù làm bùn làm nước làm cây đá chơi trậu giữa trời dạng kiếp thú, có nhà có cửa gì đâu không. Vậy thì bây giờ nếu như bị đọ vậy là không có nhà có cửa gì hết. Cô bác anh em dân đạo kiếp này để bị nịt trầm, kiếp sau đổ chốn u thâm muôn đời, ra cho mạc, ra nơi cây cỏ, trong bùn lầy hoặc chỗ nhút nhơ, ở trong thế giới mù mờ khổ sầu hơn tử bây giờ đã mang, cho nên khổ sợ lắm. Nên Đức Thầy mới nói qua câu này, nếu mà chúng ta không tu là phải trải qua là 10.800 năm, là 10.000 năm để cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại hiếu dọn cho trẻ, cứ đau lưng đừng để đừng chia. Vậy thì bây giờ Đức Thầy cũng nhiều chỗ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là lần này mà chúng ta không tu là phải trải qua 10.800 năm sau nữa. Đó là muôn thu thiên định nhất kỳ hạ quân sắc lệnh khai kỳ long hoa. Là muôn thu tất nhiên là ở đây là 10.000 năm, không phải là thường đâu. Vậy thì bây giờ ở nơi đây là qua câu này Đức Thầy xác định cho chúng ta biết, nếu như chúng ta còn mê, còn nhiễm và còn ham danh lợi, và sau khi đó chúng ta coi như là bị tội, là bị đọ vào trong cảnh giới đó rồi, là chúng ta muốn đầu thai trở lại không phải là cái chuyện đơn giản. Cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ còn chần chờ gì nữa cô bác anh em dùng đạo? Qua lời thánh huấn của Đức Thầy như vậy thì chúng ta biết rằng là chúng ta duyên may lắm là có được thân xác này, mà chúng ta không tu thì bây giờ sau này khổ tiếc lắm cô bác anh em chứ đồng đạo. Đó, vì vậy cho nên bây giờ hàng ngày chúng ta cố gắng tu tập, cố gắng cúng lại, cố gắng ăn chay, cố gắng niệm Phật để mà chúng ta có điều kiện để đi lên. Còn bằng không nữa, nếu mà chúng ta đi xuống rồi tất nhiên là phải trải qua 10.800 năm gì mới đến coi như là kỳ thi nữa, chúng ta mới có được gặp thầy của bác anh em dân đạo thôi. Thì qua bốn câu này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết, thì xin trả lại dân chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo câu hỏi thứ 3 thì kính mời chú lên để hỏi Tư Phương. Thì kính mời quý vị mình ủng hộ cho một chàng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và Nam mô lễ kính Đức Phật Đức Thầy. Và kính thưa ông giảng viên, hôm nay tôi chú lên hỏi một đạm giảng của Đức Thầy, lời Đức Thầy đã dạy. Đức Thầy nói là giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Vậy là từ xưa đó mình cũng đi giống hồng lạc, giờ chú giải dùm cái đó. Và Đức Thầy có nói câu sau là nay đem tiền mối đạo thang mây chỉ chừng. Đức Thầy có đem tiền mối đạo thang mây chỉ chừng để là mình được hồi đó mình cũng cao, cái người cao quý mà trở xuống thấp. Bây giờ Đức Thầy dạy mà cho mình trở lên lợi. Vậy là thường thường Đức Thầy có dạy cái câu là lạc đạo an bằng, xả thân tu tỉnh. Giờ câu xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Vậy là mình Đức Thầy dạy những câu đó, Đức Thầy có dạy nói làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta.
Vì những cái lời chỉ đó mình đã, bây giờ mình đã học được, đã làm theo được bao nhiêu rồi. Nhờ chú nói giùm cái mừng cái đồng đạo mình được. Bây giờ cái phiên trần bớt bỏ tánh tham đó, mình có bớt cái tánh tham đó được bao nhiêu rồi. Giờ nghe nói mừng. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa chư quý vị, tiếp theo cái tiêu đề thứ ba mà được đồng đạo nêu lên và nói qua cái ý là nói qua hai câu giảng của Đức Thầy: giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Giờ đồng đạo mới hỏi qua cái ý là cái giống hồng lạc, cái giống hồi xưa làm sao nha, mà kim chi ngọc diệp nha. Giờ đồng đạo mới nói là sau khi đó Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh đó, thì Đức Thầy mới đem truyền mối đạo thang mây chỉ chừng nha. Là cái đạo thang mây là cái đạo gì mà để chỉ dạy cho chúng ta nha. Cô bác anh em dân đạo. Rồi cộng thêm nữa, coi như là đồng đạo mới nhắc đến cái chỗ là Đức Thầy dạy cho chúng ta là phải lạc đạo an bằng xả thân tu tỉnh, phải xả phú cầu bằng mà xả thân cầu đạo. Thưa cô bác anh em dân đạo, rồi làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta. Nó có nhiều mệnh ý mà được coi như là đồng đạo nêu lên một lợt như vậy đó cô bác anh em dân đạo. Thôi thì chúng tôi coi như là xin trân trọng kính mời, kính mời tất cả đồng đạo cùng với chúng tôi tham khảo qua coi như là nội dung của đồng đạo nêu lên để mà cho chúng tôi cùng với quý vị bàn nha. Thôi chứ quý vị, hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Hai câu giảng này đó là được trích trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh mà Đức Thầy viết vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, và có tất cả 244 câu mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Vậy bây giờ giống hồng lạc kim chi ngọc diệp là cái giống gì? Mà kim chi mà ngọc diệp, vậy thì bây giờ giống hồng lạc là dòng giống tiên rồng, dòng giống hồng bàng là con rồng, là cháu tiên, là con của Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Tất nhiên là ở đây là muốn nói dòng giống tiên rồng của chúng ta. Vậy thì bây giờ ở đây giống hồng lạc kim chi là cành vàng, ngọc diệp là lá ngọc. Vậy là kim chi ngọc diệp là cành vàng, là lá ngọc, là con rồng, là cháu tiên. Vậy không? Thấy không? Mà hôm nay coi như là đồng đạo mới nhắc lại, nhắc lại cho đồng đạo của chúng ta, Đức Thầy nhắc lại coi như là con rồng cháu tiên, tất nhiên là con người chúng ta tốt lắm, đâu phải thường đâu không? Nên Đức Thầy mới nhắc đây, nhắc cho chúng ta biết là nở đâu lại vài bừa đồng loại, cũng gốc ngài Thượng Đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về chốn cũ, nơi cũ cho gần Phật tiên. Vậy thì bây giờ là chúng ta là con của tiên mà. Vậy thì bây giờ nếu như con người chúng ta là từ trong cái cổ tiên mà lâm phàm xuống đây để ở, nhưng mà thấy sanh chúng quá ghiền, quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân mà mình không có chịu trở lại, cô bác anh em chưa đạo. Vậy thì bây giờ con rồng cháu tiên là con coi như là dòng giống lạc hồng, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là giống nồi thiệt cốt rồng tiên, mà nay sao lạc mất gương hiền nơi đâu, đúng không? Như là cái giống nào chúng ta là giống tiên rồng, là giống tốt, là có đạo đức, về vậy cho nên con người chúng ta coi như là rất tốt đẹp, mà bây giờ chúng ta là nở đâu lại vài bừa đồng loại. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta đã là dòng giống lạc hồng, hồng lạc giống xưa rất tuyệt vời, thấy không? Hồng lạc giống xưa rất tuyệt vời mà sao sanh chúng mãn lo chơi. Vậy thì bây giờ có nghĩa là cái dòng giống tiên đồng của chúng ta là vậy đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Đó, vậy thì bây giờ ở nơi đây đồng đạo muốn nhắc lại qua hai câu giảng Đức Thầy, và Đức Thầy muốn nói cho tất cả các chúng sanh biết rằng là con rồng cháu tiên là đất nước Việt Nam của chúng ta ai cũng có đạo đức hết, là con người chúng ta hồi xưa rất tuyệt vời, con người ai cũng có cái như là rất là hiền lành, rất là tốt đẹp. Vậy thì cái con người hồi đó là con người sao? Là thở xưa quả địa cầu, đất tốt, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu. Người nào cũng đất sống lâu an vui chứ chẳng khổ sầu điều chi. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều
hiền đức thông minh, phải không? Ai cũng đều hiền đức thông minh, nhưng nhỏ lần là đi xuống. Nhỏ lần cho đến hiện tình lầu người quá xấu, địa hình quá dơ là đến ngay giai đoạn này. Là lầu người quá xấu, địa hình quá dơ đến lúc phải ban sơ lặp lại khó tránh ngày có đại biến di, chính là trong một cuộc thi ai rơi ai đậu trong kỳ này đây nè, bây giờ là nó quá xuống thấp rồi. Ha, cho nên đồng đạo mới nêu lên vấn đề này, mới gợi lại, hỏi lại cho chúng ta biết. Tất nhiên là Đức Thầy muốn nhắc lại cái người xưa để cho chúng ta ráng tu làm sao để đem lại cái cảnh thái bình an lạc giống như người xưa mà Đức Thầy cho chúng ta biết, là thở xưa thời buổi thức nghiêu, là thời kỳ đó đó, thái bình hạnh trị mến yêu kháng tình, chớ đâu độ tháng sanh linh, bởi nay lỗi đạo kệ kinh ngạo cười. Đó là thời kỳ đó, không là thời kỳ đó Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta, coi như là trong cái bài không buồn ngủ nè, là ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc, trên cõi Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là xong bốn biện hiệp một nhà không ganh ghét, dứt câu thù hận quát. Đó là cái cảnh đời đó, tất nhiên là hồng lạc đó cô bác anh em trong đạo, là cảnh đó tất nhiên là giống hồng lạc kim chi ngọc diệp. Nhưng mà nay đổi giờ nhiều sự thấp hèn, là bây giờ nó đổi giờ đến cái chỗ là thấp hèn. Mà thấp hèn sao đây, thấp hèn như thế nào đây, bây giờ quý vị mình nghe lại coi như là một đoạn dài dài Đức Thầy cho chúng ta biết, nay đổi giờ nhiều sự thấp hèn, là nó thấp đến độ này. Thấp đến độ là Đức Thầy cho chúng ta biết đó em, là trong cái bài mà Đức Thầy á, là cho trao lời cùng ông Táo của cô bác anh em chứ đồng đạo ha, là nó thấp hèn đến độ, trong khi đó coi như là con người chúng ta không còn đạo lý, không còn nhân linh gì hết. Tất nhiên là con người chúng ta mới chạy theo thị dục, chạy theo văn minh, mà trong khi đó không còn cái đạo lý gì hết cô bác anh em trường đạo. Cho nên Đức Thầy mới nói trong cái bài trao lời cùng ông Táo đó, là mãn điểm tô quy hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặt đất trời xa. Nhưng mà trong khi đó là diện áo quần son khấn lấn chen, miễn mình được lên xe xuống ngựa, mãn điểm tô quy hoàng nhà cửa, là chỉ đó vậy thôi. Nhưng mà trong khi đó là nào hút thuốc huyện hậu ve chai, cái chỗ này thấp hèn nè, nào nào hút thuốc huyện hậu ve chai, nào chùm đỉ ma cô nghề hút máu, ai để mắt xem đời chu đáo chẳng khỏi than, dùm dân tộc quá hư hèn, phải không? Là nay đổi giờ nhiều sự thấp hèn, là nó hư hèn đến chỗ đó vậy đó. Rồi coi như là chẳng những vậy mà bây giờ còn có chỗ hư hèn đến cái chỗ là cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lãnh đồng bào tình huynh đệ phân chia hiểm bách. Cái chỗ này có phải là xuống thấp hèn không? Rồi trong cái chỗ thấp hèn đến chỗ coi như là con người không còn nghĩ đến cha mẹ ông bà gì nữa, không có nghĩ đến coi như là gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiên cha mẹ, nói cười lạ lời, so hình sửa sắc chiều mơ đang làm những chuyện trái đời vô liêm, cớ sao chê cổ trọng kim phụ cha phản chú anh lão niềm tôi con. Rồi bây giờ Đức Thầy mới nói ông cha hủ bại u mê hơn mình, không là cái chỗ này coi như là nay đổi giờ rồi, là nhiều sự thấp hèn như vậy, tất nhiên không còn cái đạo lý nhân linh nữa, không. Rồi bây giờ đồng đạo mới hỏi lên coi như là cái ý sao là Đức Thầy mới đem cái đạo, đem truyền mối đạo thang mây chỉ chừng. Rồi đồng đạo mới hỏi chứ bây giờ cái đạo thang mây là cái đạo nào, bây giờ đạo Phật giáo hoàn hảo, đạo Cao Đài, đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo nào cũng có, còn cái đạo thang mây là cái đạo gì? Đạo thang mây là cái đạo gì mà Đức Thầy nói là đem truyền mối đạo thang mây chỉ chừng, như là cái đạo thang mây đạo gì quý vị? Vậy là cái đạo Đức Thầy là cái tôn giáo Phật giáo hoàn hảo, còn cái danh từ thang mây, thang tất nhiên, thang mây tất nhiên là theo từ điển của Lê Ngọc Trụ là bước đường công danh, bước đường đi lên chỗ an lạc. Cô bác anh em trong đạo là vinh hoa. Vậy thì bây giờ Đức Thầy đem cái đạo của Đức Thầy dạy cho tất cả các chúng sanh, đưa con người đến cái chỗ an lạc, đưa con người đến cái chỗ hạnh phúc. Nên Đức Thầy nó biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân lậu đi vào dòng hạnh phúc, đó là cái đạo thang mây. Rồi bây giờ Đức Thầy nói là bây giờ cái dinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân tu cho nhàn tội tấm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên ban, là cái đạo thân mây.
Thang máy tất nhiên là con đường vinh hoa, thang máy là con đường hạnh phúc, thang máy là con đường đó lại đi lên. Vậy thì bây giờ cái đạo thang máy là cái đạo đưa con người đi lên cho cái cảnh hạnh phúc an lạc, là đem truyền mối đạo. Thang máy chỉ chừng cô bác anh em dùng đạo, thấy không? Rồi đồng đạo mới hỏi tiếp nữa, tất nhiên là bây giờ Đức Thầy nói bây giờ là phải tu theo giáo lý Đức Thầy, phải là tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bần xả thân tu tịnh. Mà bây giờ hỏi đồng đạo chúng ta được mấy người rồi, ai làm được lạc đạo an bần xả thân tu tịnh? Lạc đạo là vui trong cái đạo, an bần là chấp nhận chịu nghèo, mà xả thân tu tịnh là xả thân của mình để mà hành theo cái chánh pháp của Đức Thầy, là xả thân tu tịnh. Nhưng mà thật sự ra đó, đây là Đức Thầy dạch lối cho chúng ta tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách là cách này đây, là lạc đạo, là an bần, là xả thân tu tịnh. Đây tất nhiên ai làm được những điều kiện này là sẽ được đến cái mục đích giải thoát. Nhưng mà ít có người làm được lắm cô bác anh em dùng đạo. Không có làm được. Hồi xưa thái tử Siddhartha bỏ cung vàng điện ngọc, quách thành thê tử vợ đẹp, con ngoan dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm, là lạc đạo an bần xả thân tu tịnh. Còn mình bây giờ trong khi đó là đi núi đi non 5 ngày 3 ngày rồi bắt đầu nhớ nhà rồi, bây giờ phải tranh thủ đi điếp về. Rồi làm sao trong khi đó chúng ta xả thân tu tỉnh hậu thu bác nơi trường đạo. Vì vậy cho nên đây là cái phương cách để cho chúng ta tu tập. Tu tập. Rồi bây giờ đồng đạo mới đưa lên cái câu hỏi thứ tư nữa, tất nhiên là bây giờ mình phải là xả phú cầu bền, xả thân cầu đạo. Nhưng mà câu này không có trong giáo lý nghe đồng đạo. Ai muốn xả phú cầu bần thì bây giờ đây là cái câu danh ngôn nha. Mà xả thân cầu đạo đó thì bây giờ trong cái chỗ đó thì ai muốn xả thì xả, nhưng mà trong giáo lý không có. Nhưng mà danh từ xả phú cầu bần này đó là ít có ai mà trong khi đó mà dùng áp dụng danh từ này được lắm cô bác anh em trường đạo. Xả phú cầu bần, xả phú thì có mà cầu bần thì không, là tại sao? Không ai cầu bần ở trên trời, nghèo mãi mà cầu, đúng không? Không ai cầu bần hết. Nhưng mà người ta giàu á, người ta xả phú, cái chuyện người ta xả để mà làm phước thì có, đúng không? Còn cầu bần không ai cầu hết cô bác anh em dùng đạo. Cho nên nếu như chúng ta coi như là cái sự tu tập chúng ta đã hen, nếu như mà ai mà cứ việc làm phước qua tới đi, không bao giờ nghèo được đâu mà cầu. Nó thật sự cái gì đó, không có nghèo đâu, càng làm phước càng giàu, càng có của càng lo bố thí nhiều quả vị càng cao à, chứ không có nghèo đâu mà sợ. Tôi bắt anh em dùng đạo, thấy không? Còn xả thân cầu đạo tất nhiên là chúng ta hy sinh cuộc đời của chúng ta, xin miễn có cái đạo được hả? Còn nếu như chúng ta không có đạo rồi đó hen, mang cái thân xác này, dầu cho chúng ta một ngày sống 100 năm sống mà không có đạo, không có giá trị gì hết, thấy không? Không có giá trị gì hết. Cho nên một ngày biết đạo cũng hay, sống lâu không đạo như cây trên rừng. Ngàn năm kiếp sống đã từng, trong hai kiếp sống mình ưng kiếp nào? Một ngày biết đạo, một ngày có đạo cũng hay. Còn sống 100 năm mà không có đạo thì bây giờ cũng giá như không có nhận bây giờ tiền gì hết. Cho nên chiêu dân đạo tịch tử khả thỉ, sáng có đạo mà chiều chúng ta chết cũng mình. Ông đó là xả thân cầu đạo đó. Tất nhiên là bây giờ là cái thân xác chúng ta miễn có đạo, tất nhiên là có quý giá thôi cô bác anh em trường đạo. Vậy thì bây giờ cái sự tu tập của chúng ta đó, là bây giờ chúng ta hãy coi lại cái sự tu tập chúng ta hàng ngày, coi tu được bao nhiêu, cái nào tu chưa được thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng để mà theo dõi để mà tu. Kiến thiện như khác mà dân ác như lung, thấy điều thiện của người khác là chúng ta giống như khát nước, nhưng mình chưa có, cố gắng làm sao cho có. Mà dân ác như lung, thấy những cái điều mà xấu của người khác, chúng ta giống như cái người điếc vậy đó. Tất nhiên là không cần phải nghe, thấy không? Nói tất nhiên là di thiện tối lạc mà đạo lý tối đại, có nghĩa là được điều thiện coi như là quý giá, còn coi như là được cái điều lành, đó là cái sự tối đại của người tu chúng ta. Thôi thì bây giờ câu giảng này mà được đồng đạo nên lên chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng và xin trả lại cho giám chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Chị nãy giờ mấy chị cũng hơi phân bì đó nha mấy chị. Thì bây giờ để kính mời đạo hương để nam không, thì nãy giờ đồng đạo cũng hơi có phân bì, thành ra bây giờ để
Về sau cùng thì kính mời quý vị mình để cho bên nam bên nữ, còn bên nam còn cù lại đi ha quý vị. Thì kính mời quý vị ủng hộ cho chàng pháo tay. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm để kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa quý ông bà, cô bác, quý anh chị, em cháu cũng lên đây hỏi anh Tư một đoạn giảng mà em đọc mà em không có nhớ được, không hiểu được cái câu mà Đức Thầy nói là chừng nào ta gặp nhân hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn, mà chừng nào mới gặp. Nhờ anh Tư nói đây cho quý ông bà, cô bác đi nghe chung, vậy em cũng được nghe chung, vậy em không hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, đây là cũng là cái đề tài cuối cùng, mà là đề tài thứ tư mà được đồng đạo đi lên trong giáo lý của Đức Thầy hai câu. Hai câu đó là chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Hai câu này đó là chúng tôi được biết là được trích từ trong cái quyển ba, tất nhiên là cái quyển Sám Giảng. Mà quyển Sám Giảng Đức Thầy viết ở tại tổ đình có tất cả là 612 câu, mà đồng đạo chỉ chích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới đưa lên cái câu hỏi này là chừng nào ta gặp hớn hoàng. Cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ hớn hoàng tất nhiên là ông vua. Ông vua mà trong cái thời kỳ sau này đó, mà được coi như là trong cái bộ mà thuộc đời Thượng Quân cho biết là ông vua trong thời kỳ Thượng Quân là được coi như là gọi là hớn hoàng. Cô bác anh em dừng đọc. Vậy thì bây giờ là tất cả đó, chúng ta đó là đang sống đây, là trong cái hoàn cảnh này, lúc Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939, là Đức Thầy viết lên cái quyển Kệ Dân Của Người Khùng đó. Là quý vị mình nghe lại đi, cảm động lắm cô bác anh em chứ đồng đạo. Đức Thầy mới cho chúng ta biết chẳng qua là Nam Việt Vô Dương, phải vậy không? Quý vị nghe kỹ lên chỗ này có không? Chẳng qua là Nam Việt Vô Dương nên tai ách xảy ra thảm thiết. Đây tất nhiên là hai câu giảng Đức Thầy rõ ràng coi như là trong quyển vậy. Rồi bây giờ trong cái đoạn khác Đức Thầy viết trong cái bài Hoài Cổ đó là quý vị mình được biết đó là kể từ ngày, từ ngày sao? Cách mặt cửu trùng, là ông vua đó cô bác anh em dùng đạo. Từ ngày cách mặt cửu trùng ngang hai đời đổ cách bất tùng thánh tiên, tất nhiên là từ cái ngày mà cách mặt ông vua rồi, trong khi đó con người chúng ta đó cô bác anh em dùng đạo là hoàn cảnh đưa tới không có cái như là được yên ổn được ha. Rồi bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết cái hen, là nhất là trong cái bài nguyện, cái bài nguyện hàng ngày của chúng ta đó là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa Hải Hậu, Thượng Phật, Từ Bi Phật, Dương Độ Chúng, Thế Giới Bình An, ha. Mà cái bài nguyện này lúc trước đó cô bác anh em chị đồng đạo, là trong đó Đức Thầy viết là Minh Dương Chỉ Chúng Thế Giới Bình An. Nhưng mà sau này cái người Pháp đó Làm khó khăn cho nên trong khi đó Đức Thầy mới sửa lại là Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Rồi trong cái quyển tư Đức Thầy đó, lúc đó Đức Thầy viết ra một quyển, hai quyển, ba quyển, bốn quyển. Nhưng mà lúc đó viết ra không đủ kịp để cho người ta coi, cho nên ông chủ cưu đó ông nói dạ thưa thầy, để con có quen coi như là ở dưới nhà in Long Xuyên ở dưới, để con đem xuống dưới in cho người ta để mà mới kịp được. Đức Thầy nó không có được đâu, tôi nói ông không có thể in được ha. Cho nên trong khi đó chủ cưu nói tôi quen, tôi in được, đừng có lo, đi xuống dưới bất động để kiểm việc. Nó kiểm việc dài hết trơn, đến cái câu nói là trong khi đó nó viết hai cái câu đó là cơm được chín ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ Chúa Minh Hoàng. Có hai câu vậy bắt đầu nó trả lại liền. Nó nói bây giờ cái hai câu này là không thể in được, ông đem về đi, không thể in được. Ông chủ cô mới đem về đưa cho Đức Thầy. Nó dạ thưa thầy, nó kiểm tra trơn trọi rồi, bây giờ đó là chỉ còn có hai câu này, nó không chịu in.
Thầy nói tôi nói trước ông rồi mà, đâu phải ông nấu đâu là không thể ông lên được đâu. Cây trong đó có hương hào thủy, có ông chủ cô, rồi có coi như là ông biển đài ngồi chung quanh. Cái đức thầy mới nói, đức thầy nói thôi bây giờ nếu mà ông lên không được thì thôi bây giờ có mấy ông đây nè, mấy ông sửa lại đi, có cái chữ nào sửa lại giùm đi rồi đem dưới in. Các ông ngồi lúc lắc không ông nào coi như là dám động tĩnh gì hết trơn, trời không có sửa được gì vậy. Cho nên nó thôi bây giờ đưa cái viết đây để tôi sửa cho. Cho nên hồi trước hai câu đó dân cơm được chính ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ Chúa Minh Hoàng. Cái đức thầy mới sửa lại cái câu sau đó là cơm được chính ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ lúc Khải Hoàng. Viết xong rồi đưa xuống dưới là in luôn nha. Thấy không? Vậy thì bây giờ ở đây lòng đảo mới đưa lên cái câu này, tất nhiên là chừng nào ta gặp thất hoàng là đây là đức thầy mong ước. Mong ước tất nhiên là sau này có người tu chúng ta đấy, sau này chúng ta sẽ được gặp gặp vua của bác anh em trường đạo, thấy không? Vậy thì bây giờ ông vua đó là ai? Rồi bây giờ đức thầy mơ ước đó là ai? Thôi thời nó mau luôn đi. Đức thầy mới cho chúng ta biết chống chưa thùng sĩ tử vẫn chờ chờ trong, đúng không? Là chống chưa thùng sĩ tử vẫn chờ trong, mà trong ngóng ai? Trong ngóng màu màu thấy, thấy mặt gì? Thấy mặt rồng. Thấy mặt rồng là mặt ông vua với ai nữa vậy phải không? Cho nên cái gì rồng tất nhiên là ông vua, cái chỗ ông vua nằm đó ha, gọi là lông sàng. Cái áo ông vua mặc đó là lông bào. Cái xe ông vua đi đó là lông xa, không? Cái nào cũng coi như là có cái chữ lông ở trong cho nên là gọi là rồng. Vậy thì bây giờ ở nơi đây như là trong muốn mau mau thấy mặt rồng là chừng nào ta gặp Thánh Hoàng, không? Với bản hổ danh đề tâm chí sĩ minh đăng thầy thao lược giúp non sông đang trong đợi đây, không? Rồi bây giờ chỗ khác đức thầy nói là Minh Hoàng chưa ngự đài mây, gẫm trong thế sự còn đầy gian trưng, đò đưa cứu kẻ trầm lưng đang chờ dẫn tới mới mừng Chúa Tâu, không? Mới mừng Chúa Tâu. Vậy thì bây giờ ở đây là chúng ta cứ như là mong đợi một ngày nào đó là tới thầy tôi Chúa cùng nhau gặp. Tất nhiên là chừng nào ta gặp Thánh Hoàng đó, không? Tới thầy tôi Chúa cùng nhau gặp là trong khi đó là gặp thầy gặp Chúa luôn con bác anh em trường đạo. À, vì vậy cho nên chừng nào ta gặp Thánh Hoàng chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Bây giờ chúng ta đang phàn nàn số căn nè, thấy không? Phàn nàn số căn đó là phàn nàn sao đây? Phàn nàn không biết làm sao mà cái con người chúng ta khổ quá, thấy không? Không biết sao mà con người chúng ta cũng sống trong thế gian này mà coi như là không được tự tại, không được an nhiên, không được sung sướng, không được gì hết. Tôi bắt anh em trường đạo quá ư khổ. Cho nên bây giờ trong đời, bây giờ coi như là đến cái ngày đó con người chúng ta coi như là không còn hoàn cái cảnh khổ nữa, là không còn hoàn nàn số căn nữa, là con người chúng ta sống như thời kỳ của Niêu Thất, không? Thời kỳ hồi xưa tất nhiên là Tam Hoàng, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng. Thời kỳ của đế là trong khi đó đế Nghiêu, đế Thấn, Thiếu Hiệu, Chiên Hút, đế Cốc, là trong đó thời kỳ đó là thời kỳ của ngũ đế. Mà thời kỳ Tam Hoàng, thời kỳ ngũ đế là con người chúng ta coi như là sống với cái cảnh rất là an lạc của bác anh em chân đạo, không có khổ sở, không có phải mà giống như trong cái thời kỳ sau này, giống như thời kỳ của Tam Vương, hay hoặc giả là thời kỳ của cái như là mà thuộc như là Dương, thời kỳ bá của bác anh em chân đạo, không phải vậy. Vậy thì bây giờ đức thầy mơ ước, mơ ước cho chúng ta sau này sẽ trở lại đến thời kỳ đó là ước mơ thượng cổ hầu quy, thế trần no ấm, phú thi an nhàn, mấy quân thần. Quân thần đây tất nhiên ở đây là tao chỗ đó, quân thần nè, phụ tử nè, dinh giang hết lo cay đắng, khùng an phận khùng. Tất nhiên đây tất nhiên là chừng nào ta gặp Thánh Hoàng, tất nhiên là quân thần phụ tử dinh giang hết lo cay đắng, khùng an phận khùng, hay là trở về chốn cũ mới mừng Chúa Tàu, không? Tất nhiên trong cái đó là đức thầy lúc nào cũng như là cũng nhắc đến cái chuyện này hết. Vậy thì bây giờ là nếu như chúng ta được cái cảnh sống đó, tất nhiên là trở lại trong cái thời kỳ thượng ngôn, thì bây giờ là trên vua minh chánh cầm cân, còn dưới quan liêm tiết xử phân công bình, quyền cha quản xuất gia đình, dạy con phải phép diện gìn hiếu trung, từ ngày cách mặt cửu trùng thay đời đổi cách bất tùng thánh kiên,
Thì rõ ràng tất nhiên là qua hai câu này hết sức là thâm thiết. Nhưng mà trong khi đó đồng đạo mới hỏi vậy chứ bây giờ chừng nào ta gặp Hớn Hoàng, chừng nào có bác anh nói chừng đạo, chừng nào mới được. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là gian dày chừng đó đó, giai đoạn đó đó là gian dày sấm nổ chuyển linh nghe không, kiển tiên lộ vẻ mới vui mừng cha con, bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt mới hết còn thở than. Chừng nào mà sấm nổ cô bác anh em chừng đạo là chừng đó, mà hỏi chừng nào sấm nổ là tôi cũng không biết luôn. Vậy thì bây giờ chừng đó tất nhiên là giai đoạn đó, mà khi giai đoạn đó là con người chúng ta sẽ đến coi như là gặp cái hoàn cảnh đó. Mà khi được như vậy thì Đức Thầy mới cho chúng ta biết là Phật Dương Đà Chỉ Rõ Mái Diệu Quyền Chiến Lập Hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn giáo truyền đại đạo để ngô phân thứ gây cột hòa bình cho vạn quốc chư bang. Vậy thì bây giờ đến giai đoạn đó là không còn hoàn nàn số căn nữa cô bác anh em chừng đạo. Mà đến chừng đó đạo thì sao? Thì bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết công bình thưởng phạt thứ dân nào tường, một tay táo quốc an bang, nước nhà vững đặt hớn đàn. Tất nhiên là cảnh đó đó hiển dinh. Rồi bây giờ Đức Thầy mới nhắc lại là trong đó là đến kỳ thi danh thầy chạm bảng trên đài cao gọi các linh hồn ha. Đến chừng đó thì trong đó là trong cái con người chúng ta được cái là đoàn tụ được hạnh phúc. Thì bây giờ Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta trong một đoạn cuối của cái bài Nan Thơ Cẩm Tú, quý vị mình nghe lại đi. Là mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua bay cá lại, chanh mồi ngọn thủy chiều, nô nước sụt sôi bầu trái đất, một khoen linh chuyện. Rồi bây giờ trong cảnh huống đó thì bây giờ dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận, tạo đền móng thánh quân đặt dẫn. Là thánh quân đã chuyên lộng vô thánh đó. Là cái ngày đó là chừng nào ta gặp Hớn Hoàng, là tạo nền móng thánh quân đặt vững, nơi triều ca gầy dựng tao hiền, giờ mất câu thiên lý dĩ nhiên nên còn đại, thiên quay nay nịnh mới tỏ tình đời, ít câu cung thỉnh mong kháng quan, vào cửa xem tuồng mới cỏ cùng cây điểu thú chim muôn nhân với vật quần lai bụng tánh. Đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền thì ai lỗi đạo nhà. Đó là mới hết phần nặng số căn. Không? Ai thảo hiền ai lỗi đạo nhà mới đồng hát câu phụ tử khải ca, thì chúc trong họ môn nhà thạnh thới, nên là đoạn trót Đức Thầy tóm kết lại. Tất nhiên là chúng ta chừng đó là gặp được ông vua, mà khi được gặp ông vua tất nhiên là con người chúng ta là phân minh đâu đó là hoàn hoàn, chung ra chung, nịnh ra nịnh, hiền ra hiền, giữ ra giữ. Người hiền là được thưởng, người dữ là bị trừng phạt, là xem chung cuộc phong thần đại thế, xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vạn toàn. Vậy bây giờ người nào mà tu tỉnh thì sau này ráng tu, thì sau khi đó là ráng mà ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, thì câu là câu được Phật được trời, câu phép lạ của tiên của thanh. Đến chừng đó chúng ta coi như là mới thấy được cái cảnh hôm đó. Còn bây giờ chúng ta hãy cố gắng giữ đạo chờ thầy, hãy cố gắng bền tâm hiệp chí, hãy cố gắng để chịu đựng dẻo dai, tu cao cả ráng tu đừng chán, tu cho nên kệ tháng kệ năm, trên đường tu phải chung thủy nhất tâm, sống hát quyết tu tầm cho đến Phật. Vậy thì bây giờ chúng ta phải chịu đựng, phải dẻo dai, phải bền chí, phải tu hoài, tu cho đến ngày chung cuộc. Đó là dù cho lằn lóc ráng kiên trình, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan và trở nài, vàng đá bao quen cơn nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa thiệt khai, thiên địa tượng hoàng gồm một mối phàm trần nhãn kiếp, kiến bồng lai đó anh em chừng đợi. Và kính thưa như quý vị, suốt trong thời gian trên dưới gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi trao đổi giáo lý cũng như đồng đạo năm tiếp, và đến đây cũng như là cũng xin hoàn mãn trong cái cuộc trao đổi. Và trong cái buổi trao đổi này quý vị ủng hộ cho tinh thần giáo lý và chúng tôi mà trao đổi Phật pháp, chắc có lẽ là có rất nhiều phước duyên và công đức. Nếu như buổi trao đổi hôm nay có điều chi và được phước chi công đức, chúng tôi xin đề nghị chung tất cả đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thân công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Cầu nguyện cho cái âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thể, cầu nguyện cho cửa quyền thất tổ, cầu nguyện hướng linh người quá dạng,
được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tách, được duyên, được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ấn trên hồng ấn tâm bầu, luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được kinh an, và trí tuệ luôn được mở mang, và tu hành được luôn tinh tấn, và cố gắng tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này được tu sĩ trở lại tất cả chư quý mình có đầy đủ thanh tịnh, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được gặp thầy trong ngày long qua đại hội tăng dân thánh đức thể phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô.